Wow. Giờ mình đi đâu vậy cha? Giờ mình đi đâu? Mẹ. Làm sao? Mẹ lấy mẹ. Làm sao không hiểu luôn á? Mẹ. Con muốn cái. Trời ơi, bây giờ nó mới đi qua kia nó xin được cái camera đó, bây giờ nó muốn cái tripod, không phải nó muốn cái tripod thì nó cầm quay gì như con vậy đó. Ok. Thôi để mai. Trời ơi, thấy ghê không? Giờ nó tự làm YouTube luôn rồi. Yeah, YouTuber. Rồi giờ tối nay cái plan của mình là gì chú Lũ? Mình đi ăn barbecue. Mình ăn barbecue nha. À, cái đó là món được Quỳnh thích luôn á. Okay, we swear away from Mimi, right? Yeah, yeah. Yeah, hurry up. Rồi, rồi. Cả nhà bây giờ chuẩn bị đi ăn đồ nướng. Muốn điện thoại của mẹ hả? Đó nè, anh nói chuyện. Sao? Con muốn cái máy chụp hình giống như mẹ phải không? Để con làm video phải không? Cho cô chú coi phải không? Ở gì ngày mai mang về dẫn chơi đi target ha. Ok. Đúng rồi, phải dẫn đi target mới có. Trời ơi, giờ nó đòi cái camera để tự làm vlog luôn rồi. Dạ. Con có. Sao? Con có cái camera ngoài xe rồi phải không? Camera. Bây giờ chỉ cần cái để đồ để cầm camera thôi phải không? Ghê gớm thiệt. Giờ đi ra xe lấy. Gớm kinh đó mày. What? No, I have my watch on. Oh, okay. Thank you. This one. Là gì vậy? Drop. À, đeo lên à. You win headphone rồi. You win headphone rồi. Hi. Trời ơi. Lâu lắm mới được chị Ni xuất hiện ấy, trên video. Không, chị biết con quay mà, chị xem hai. Nhưng mà biết sao chỉ có make up rồi này kia là chị muốn lên. Chị lên được. The clothes she's wearing doesn't match the face that she has. That's her style. She got a style. I got a style. She got a style. Okay. JD got a style. Ok, bây giờ tiếp tục đi chơi tiếp. Đi tiếp mọi người ơi, mọi người. Lấy camera đây, mẹ đang cầm camera sau lưng con đây. Yeah. Khổ với chơi hè. Rồi. Yeah, there's the skateboard. Lee Wing, you sit on the front, okay? And what's that? You sit on the front. Oh, I sit. So there'll be more space. Oh, okay. Đó, tiếp tục hiện tại bây giờ là hơn 6 giờ tối mọi người. Đó. Bác sĩ. Đi. Chồng Ngọc hôm nay phải ngồi đằng trước. Tại vì xe này là thiết kế là nhà cô Nhung 3 người là ngồi là perfect luôn. Còn khi mà Ngọc 3 người nữa là hơi bị ấy. Tại vì cái xe của con trai nó cái xe con trai nó chiếm hết chỗ rồi. Đây chị Ngọc cầm cái ly cho nè. Rồi tự ngồi lên đi. Cái camera hả? Camera. Cái camera màu xanh đâu? Cam màu xanh đâu? Bà Nhung cầm. Trời ơi, bây giờ nó đòi video, nó làm video rồi cô chú. Giống nhau, đúng rồi, biết hai camera giống nhau rồi. Bà Nhung quay. Nó muốn quay. Rồi leo lên đây ngầm. Đúng rồi, hai camera giống nhau, đúng rồi. Con lên đi. Yeah. Con lên xe đi. Chồng Ngọc anh đang nói với Ngọc với chú Lũ mặc áo giống nhau. Tè chay. Bà Nhung với chay giống nhau. Đúng không? À chị Ni ngồi gần con đúng không? I like that little back seat thing. My wife did that. Nope. Giống nhau không? Yeah. Ờ giống nhau với con luôn đó hả? Rồi. Cũng giống nhau với nó luôn. Kè vô. It also works good when the driver doesn't want it. Trời ơi, thấy camera của tôi, cái đó là đầu camera của nó luôn. Muốn đi ngồi gần hả con? Ok, đâu có cái này là cũng đó bên kia này cô Nhung nè. Khó quá vậy, không có làm gì đó, không có gì đâu. Mẹ không có em bé. Qua đi. Được rồi. Just buckle it. Rồi, ok, được rồi. Con ngồi gần em hay sao? Cho chị Phú Ngọc okay. Không, nó muốn ngồi, Liên đi ngồi gần nó mà. Sao chị Phú Ngọc không đi qua này? Cái đường khó quá vậy Ngọc. Thiệt. Ác thiệt cái chứ. Đây cái đường mà con nhận khó thở, khó đỡ ghê. Con vô đi mấy. Rảnh quá, kiếm chuyện làm. Rồi. Rồi đây. Vô.
Ok. Thì đây nè mọi người ơi, thì hiện tại Ngọc đang đứng ở một cái chỗ này, Ngọc không biết chỗ này là chỗ nào nữa. Nhưng mà người ta có cái chỗ đây là Korean BBQ nhưng mà được nướng ở ngoài nè mọi người. Thì ngồi ở ngoài để nướng. Xe thì đậu đây. Mấy cô mấy chú gặp tại gặp bạn của chú Lũ, gặp mấy cô mấy bạn của chú Lũ. Rất là mát luôn. Hồi trưa này thì rất là nắng hơn là bây giờ rất là mát nên là bây giờ sẽ ăn ha. Ok, để chay đeo khẩu trang đi nha cô chú. Rồi đi đeo khẩu trang cho chú anh với chị. Từ từ. Đi lại hù anh với chị đi chưa? Từ từ đó. Okay, you got it. Hold on, wait. Okay, you got it. Rồi lại hầu anh với chị đây. Đó, bạn của chú Lũ rồi không đó. Quá trời luôn. Hai người bạn thân nhất của chú Lũ. Hai chị hai, my big fan. My fan đây. Còn hai chú này là bạn thân của chú Lũ luôn á mọi người. Chơi rất là thân với nhau. Chú tên gì chú con quên rồi. Chú Ấn. Chú Ấn, dạ. Rồi chú kia là gì con quên. Chú Quỳnh với chú Ấn. It's good, okay. Trời ơi, bà đòi đeo khẩu trang vô để giống anh, giống chị. Còn hai cô kia rất là ngại lên video. Con mèo sợ con chay rồi. She's gonna put it on. Okay, you do it then. Để ba làm lại cho nó đỡ đỡ cái gì đó, đỡ chật. Ủa cái mắt của em đâu? Con không biết ở đâu luôn á. Ở dưới cái xe á. Okay, just cover your nose. Đang đứng chờ, có đặt bàn rồi. 7 giờ mà đang đứng chờ. Đó chay giờ có chị rồi nè, chay giờ có chị nắm tay chị rồi nè. Đi đâu chay? Hot air balloon. Yes. Hot air balloon. Yes. This morning. Ơi cái răng cái lưỡi dữ rồi ta. Có cái lưỡi dữ rồi ta ơi. Ok, let's go. Đây vô ăn. Trời, giờ nó gió mà nổi da gà luôn á. Ở đây là chiều chị ôm đây chị ơi. Cũng nó ngồi nó hả? Trời đất ơi. Ngồi cái bên chị đi coi iPad chung chị đó. I'm recording. Hả? À, where did you go? Yeah. I used the restroom. Đó, bây giờ là vô nhận bàn ngồi rồi nè mọi người. Là trước khi người ta cho mình mấy cái món gì để ở đây trước. Rồi có một cái lò đây để mình nướng đồ ăn nè. Chú Lũ đi chợ hả chú Lũ? Chú Lũ đi chợ hả? Em đây để chút văn. À đúng rồi. Đó, chú Lũ sợ một chút nữa là văn vợ yêu của mình nên là dành ngồi kế cái bếp. Trời ơi, chú Lũ với cô Nhung tình lắm nha mọi người nha. Bể luôn á. Cho con coi cái menu thử chú Lũ. À thì chồng Ngọc Ánh mới đây nè, đây là all you can eat buffet. Có nghĩa là tất cả những cái này mình muốn ăn bao nhiêu tới chừng nào mình no thôi. Chỉ có 25 đô một người thôi. Là cỡ khoảng 500 ngàn một người. Thì cũng giống như cái giá Việt Nam mình vậy chú Lũ. Dạ đó, ăn no luôn á. Chú Lũ ăn đây bao giờ chưa? Dạ. Lũ ăn bên kia rồi. Dạ. Thì có nhiều bạn hỏi tên chú Tệ thì gọi chú Lũ nhưng mà không muốn biết tên thiệt của chú Lũ. Chú Lũ nói cho mấy bạn nghe tên thiệt chú Lũ. Chú Lũ tên Hùng. Tên chú Lũ tên là Hùng nha mấy bạn. Tên Lũ là tên từ Việt Nam qua. Dạ. Mà tên Lũ là ai đặt cho chú Lũ, con không biết lịch sử đó luôn á. Chú nhỏ trong xóm á, mập quá. Lũ biết là quen. À đó. Ở nhà kêu Lũ rồi bạn bè biết cũng kêu Lũ. À rồi con biết rồi. Lúc lấy cô Nhung con xong rồi về rồi cũng kêu Lũ hết, biết là quen luôn. Dạ. À bởi vậy giờ con mới biết á. Nhiều người tưởng mình người Tàu không hả? Mập. Lại cái duyên, con gặp. Dạ. Không, ở tên nó con thấy hay chứ. Dạ, chú Lũ là tên Hùng nha mọi người. Còn cô Nhung là diva Hồng Nhung nha. Trời ơi, mọi người khen cô Nhung nhiều lắm á. Cảm ơn cả nhà. Biết rồi, cô Nhung con kêu chú Lũ bằng Lũ luôn. Hồi nãy con mới hỏi lịch sử của tên chú Lũ.
đây, tại vì mọi người muốn biết của chú Lũ tên thiệt là gì đó. Nhưng mà đi ra đi vô. Chú Lũ không, mà mọi người dễ thương, rất là dành cho gia đình mình tình cảm. Thấy kiều nha, thấy kiều đại gia đình Bảo Ngọc nha. Dạ, nói là rất là tình, thấy kiều thiệt tình á, bây giờ ai khen là cảm ơn. Dạ, nói là gia đình ai cũng thân thiện hết. Chung là lâu quá chú cháu mới gặp nhau. Dạ. 6 năm rồi. Bữa nay thôi qua đây đổi đi chơi chứ. Dạ. Mùa dịch cũng rảnh đó, thấy không? Dạ. Cũng dễ đi. Nếu cô chú bận rộn quá, cô bận rộn quá, con qua nhiều lúc tiếp không được cũng buồn. Dạ. Nói chung là đi đâu cũng quay về nguồn cội, quay về đây ngồi lại rồi. Đó, hồi nãy giờ là order đồ ăn rồi, thì bây giờ đồ ăn ra nè mọi người. Không, những cái món này nè là mình muốn cái nào là mình order cái đó là người ta ra hết. Nhưng mà mỗi lần chỉ được ra 4 dĩa thịt thôi, tại vì người ta sợ mình ăn nhiều quá. Chú Lũ, mình mở cái này lên cho nó nóng được rồi đó chú Lũ. Thank you my friend. Đó, đây nè, sườn bò nè, heo nè, bò nè. Bò nữa nè, đây là rau củ nè. Thank you. Đó. Quá ngon luôn. Cái để ăn gì kìa? Ồ, cái cục thịt, cái này con nghĩ là prime rib nè. Con nghĩ này. Con nghĩ là cái đó con ta, đúng rồi. À, chưa, cheese corn của JD chưa ra. Đây. Rồi, giờ bỏ đồ lên nướng. Wow. Yeah, cái này gọi là spare rib. Đó. Rồi, giờ bỏ mấy cục này vô. What's that? I don't know. I think maybe the food. No, I think this is I think finger meat. Oh, this is finger meat. Ờ, còn bay ngồi bay chơi game kìa. Chơi. What you say? No, bà Nhung Ho con nói thì sao? Hả, bà Nhung Ho con nói thì sao? No. Chồng Ngọc anh có order 2 ly rượu, cái này là Patron Shot. Anh ơi, anh với chú Lũ muốn uống ảnh một ly. Chú Lũ đang cắt thịt bò ra nè. Chú Lũ. Kéo mà nó không có được bếp. Kéo lục quá hả? À? Nhìn thẳng. Nhìn thẳng ăn đi. Nhìn mì quá nè. Nhìn thẳng ăn đi kìa. Thank you. Ngày giờ súp ra nè. Ồ, có chép chê ra nè. Chị nào rứa? Wow, có french fries. Thôi để ăn cơm trước đi. Trời ơi trời, tôi tính đưa cho nó tôi, she saw the french fries. Thì cái chứ tính cho nó ăn cơm rồi, giờ nó thấy french fries nó không thích cơm nữa có được không? You don't like it? Maybe she doesn't like the ketchup. Nó nóng nha cô Nhung. Đây nè. Này vô nướng luôn rồi. Còn chỗ không? Con sợ không còn chỗ. Ta bỏ từ từ để nóng lên. Ngon con. Ngon không? Ngon không? Đang tính ăn cơm thì cái chứ. Mang kim chi nướng thử coi. Kim chi nướng hả? À, kim chi nướng. Chưa nướng, nướng gì chưa đủ luôn á chú Lộ ơi. Phải nướng cho nó chưa xi nhê vậy. Chưa xi nhê. Ăn thử coi, ăn thử. Đang đói quá vậy á. David, bring us out anything for the drink? Cup? Wait, go ahead. Trời ơi, muốn ăn cheese hả? Wow, ngon không? Ăn thêm thai đi. Yeah. À, chay, chay ăn nhu nhồ không chay? Ăn nhu nhồ không? Yeah, nhu nhồ. Nha, bà Nhung đất thử miếng nhu nhồi nha. There's our drink. Door now. Mời cả nhà nha. Dạ, dạ. Chú Lũ nói mời cả nhà. Mời cả nhà. How is it, baby? Chưa chín hả? Chưa. Thì Quynh à, con nói chú Lũ là thích là bên trong là chín hết.
Vậy hả? Yeah. Mà người ta thường thường người ta Mỹ người ta thích tái tái à. We need another plate to put all the cooked meat. Không đâu. Bà Nhung đang cho Chay ăn nhu nhồ. Rồi giờ hai chú cháu vô ly nào. À. Chồng Ngọc là anh thích uống rượu mạnh. Rượu này ngon chứ lụ. Nãy giờ ăn rất là ngon luôn mọi người ơi. Nãy giờ là đây là lần kêu thịt thứ hai rồi đó. Ngon lắm. Chị hai bước vô. Đây là mọi người, những phần thịt tiếp theo ra tiếp tục và nướng tiếp. Hồi bữa Ngọc học chú Bình cái kiểu phong cách mà nướng kim chi á, lên rất là ngon. Ngọc nói cho chú Lũ nói đúng rồi, ăn cũng rất là ngon luôn, ăn nó đỡ ngán á chú Lũ ha. Dạ. Người ta nói 70 vẫn mới học mà. 70 vẫn mới học à? Không phải lớn là giỏi đâu. Dạ. You're an excellent chef. Give me 1 second. Now you gotta wait for him. I will wait for him. Chồng Ngọc, chú Lũ nói đợi chú Lũ chút để chú Lũ cắt cái đã rồi vô sao. Không mà bữa ăn bữa nay ngon chú Lũ ha. Không ăn gì đâu. Nó đúng cái môi trường, nó đúng cái giống như là chú cháu gặp nhau lâu ngày, con ông Dung rồi chị Quynh rồi nè. Dạ. Cảm thấy rất là ngon. Dạ. Cái không khí nó mới ngon. Dạ. Không khí nó đẩy miếng thịt lên ngon. Không thiệt, nó nói thiệt em mà. Lúc mình ăn mình ăn. Cái tâm trạng nó quan trọng lắm. Đúng rồi, ăn cái tâm trạng quan trọng lắm. Vui ăn thấy nó khác hẳn liền. Hay là mình ăn nó cũng ngon. Con nè. Rồi gọi ơi. Ok đi Quynh nè hả? Rồi hai chú cháu vô cái nữa. Ok. Chú Lũ nói chú Lũ gần cũng hết rồi đó. Ô dạ 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 dạ. Trời ơi, con ăn gì á? Minh Phai hả? Nhìn đi bồng con hả? Ni ăn xong chưa? Ni ăn xong chưa? Chưa. Ôi chưa ăn xong hả? Qua giữ em đó. Rồi đây nè mọi người ơi, thì bây giờ đi đâu chú Lũ? Đi qua bên chỗ này ăn kem con. Ăn kem. Mình là ngọt mặn đắng bùi là mình là đụng hết. Rồi ăn một bữa Hàn Quốc quá ngon luôn, bây giờ tiếp tục đi ăn kem mọi người ơi. Thấy mấy người thấy Ngọc, mọi người thấy Ngọc qua đây sướng ghê chưa? Trời ơi vậy thôi ở đây luôn đi cho rồi. Dọn qua ở luôn đi cho rồi. Đây đây. Dạ. Noah is saying to mommy. You didn't say thanks to me. Cũng khỏe nữa. Sao chú Lũ? Ở Cali sau này ba mẹ con qua nó cũng khỏe lắm con. Dạ dạ. Con khoe. Con khoe. Ủa nó nghe khoe cô chú con có gì á? Cái này ở nhà chị. À con này. À cái này ở nhà chị với anh mà con xin đó hả? Đúng không? Đúng không con xin không? Dạ. Rồi cái này gọi là cái gì? Cái này mà cái này gọi là cái gì vậy? Máy gì? Máy camera. Máy camera tiếng Việt gọi là máy gì? Giống mẹ luôn hả? Rồi con có quay video cho cô chú coi không? Quay video sao? Quay sao? Không. Dạ. Giờ mình ghé nhà chú Ấn nha. Bây dạ. Giờ chưa mình ghé chú Quỳnh rồi. Giờ mình ghé chú Ấn. Ok chú Lũ. Ghé nhà bạn chú Ấn với bạn chú Lũ chút. Dạ rồi, ok. Mình về luôn cho dạ. Biết nhà. Dạ rồi ok chú okay, Lũ. Ok ha. Là nhà của Bạch đó phải không? Dạ. Rồi dạ, dạ. Tối nay nhà Bạch cứng đây. Ờ vậy hả? À. À, vậy cái nhà cô Bạch. Ủa gần đi đâu vậy? Đi qua đi xe kia. Đi đi xe với cô Bạch đi. À cho nó rộng rãi á. Không thiệt, chú Lũ nói thiệt, cái này chú Lũ nói nghiên cứu mà con mà đưa ba mẹ qua Cali ở là được đỡ lắm á. À, không thiệt, cái đó là nói thiệt. Khí hậu cái ăn uống nữa. Chứ phần ba mẹ con cũng lớn rồi. Cái này ở gì đó gần anh gần em ăn uống. Cái đèn này buổi tối đẹp ghê chú Lũ. Ờ đèn này đẹp lắm. Đèn đồng hồ á. Ờ đồng hồ đó. Tối đẹp như sao? 8:45. Được rồi, bây giờ chơi That's too bright. Ok. Bây giờ chơi đánh vần chữ R cho mấy cô chú coi. R. Đi ra. Lại đừng có móc mũi. That's
That's too bright, I'm sorry. Con nói đi. Sáu rí. Lớn lên, sáu rí. Sáu rí. Ok, hết rồi. Sáu rí. Con nói sáu rí. Sáu rí. Đi ra. Đi ra. Con rùi. Con lùi. Con không có con lùi. Rùi. Rùi. Sáu rí. Sáu rí. Rí ơi rí. Rí ơi rí. Rí. Con nói đi, bà sáu rí. Ông già đừng nói ông già ơi. Okay, ok. À ok, để chay nói. Sáu rí. Rí ơi rí. Rí ơi rí. Bà sáu rí. Bà sáu rí. Biết sao không? Tại vì á nó nói cái chữ mà đi ra nó nói không được, nó nói là đi la. Nên là Ngọc cố gắng để Ngọc dạy cho nó cái nói chữ R nên tự động nó ngồi nó tập lại luôn. Nó tập lại lên nó cái nó nói luôn á. Đúng không con? Ừ. Con nói đi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nắng lắm. Nắng không? Giỏi ghê thiệt chứ. Nắng ngập kìa. Ờ, nắng trên này hả? Tại mẹ lấy đèn cho cô chú coi đó. Nắng nồng nắng. Sao thế? Nắng nắng. Nắng. Rồi, thôi được rồi. Nhiều hết đó. Đó, đi qua nhà cô chơi nè. Coi kìa. Trời ơi, nắm tay nhau trên đường. Từ từ, từ từ, từ từ. Rồi, con ba đi kìa. Dích cái camera lên cái. Dạ. Đây 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 là nơi mà cô Bạch cô con mỗi tối đó nha. Thôi nó đưa cho chị một cái nữa thấy không? Rồi sao con nói mẹ ơi sao? Mở giùm con. Wait, wait, chờ mở đó xong rồi đưa mở nè, cho bé nè, à, mẹ. Trời ơi, đưa rồi, cho chị luôn hả? Rồi mở cho chị nè, cô nè. Trời ơi, lịch sự dễ sợ, thấy em thương con không? Chị biết mở mà chứ thôi như con. Trời ơi. Bánh trung thu, bánh trung thu thập cẩm ngư nhân. Cây môn. Này, mời cả nhà ăn bánh trung thu nha. Hay cắt làm tám mà. Cắt làm tám hay làm bốn? Như tám đi. Tám đi ha. Cái đó con cắt cũng vậy mà sao bị la hà, tôi không hiểu luôn. Không, em từ đó hận đời không cắt bánh trung thu luôn Bạch. Đó mà cắt vuông quá Bạch ơi, em cắt vuông chứ không phải là em cắt. Không phải, em cắt muốn vậy thôi. Không, em phải em cắt kiểu này, em cắt vuông bởi vì em bị mang tiếng. Đó. Sợ luôn rồi. Dạ, em đi con. Dạ dạ. Thì đây nè mọi người ơi, sau khi một ngày đi chơi vòng vòng, tất cả ăn uống tất cả mọi thứ thì bây giờ đã về tới nhà rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Và bây giờ thì cả nhà sẽ về nghỉ ngơi, quá mệt mỏi một ngày rồi. Hy vọng mọi người thích cái video clip này, bấm like cho cái video, bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục đón xem những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.